Tôi nhất định sẽ kiện vụ này. Hả? Ngoài Hà Nội trước khi bay tôi đã bị kiểm thế này rồi. Bọn mấy người không có liên lạc với nhau sao? Ở Hà Nội ai đã kiểm tra anh? Một cha nào đó tên là Huy Anh. Thế anh thấy anh có đẹp trai không? Cái gì? Sao cô hỏi chuyện đó? Thì anh là người yêu của tôi. Tôi chỉ muốn biết anh nghĩ gì về anh thôi. Nghĩ gì về ổng? Bàn tay ổng quá to để làm chuyện này. Sếp của ảnh điện vào và kêu tôi kiểm tra anh đó. Ngoài kia đã kiểm hết rồi, không có gì để các vị tìm đâu. Sao? Vậy chứ cái này là cái gì đây? Hả? No matter how you say it with Royal Westminster.